Xin chào các bạn. Hôm nay mình bên vườn Hải Đăng xin giới thiệu với các bạn là một loại cây nội thất để trong nhà rất đẹp. Tuy nó chỉ là đẹp ở cái lá thôi, nhưng mà nó cũng mang được những cái ý nghĩa của cái cây đến cho gia đình. Vâng, đó là cây Bình An cả nhà nhé. Đây là cây Bình An. Cây Bình An thì thực ra nó có hai loại các bạn ạ. Bình An thì có một cái loại Bình An dạng đứng, thì cái lá nó to gần như là như cái bàn tay trẻ con ấy. Đấy, nó là cái dạng đứng, nó đứng thẳng cây cổ thụ. Còn cái loại thứ hai là cái loại Bình An như thế này, Bình An dạng thân leo. Bình An dạng thân leo thì như các bạn nhìn trực tiếp mình đang cầm cái này, cái dạng thân leo này thì nó sẽ rủ, khi các bạn trồng nó sẽ rủ, lá nó nhỏ thôi, hình bầu dục và nó có những cái vân như thế này. Đấy, rất đẹp. Đúng như cái tên của nó thì nó là ý nghĩa của nó là đúng theo như cái tên, nó là Bình An. Cây này cái ý nghĩa của nó rất hay, nên là thường hay được gia chủ chọn trồng ở trong nhà, trên cửa sổ hay là ban công, hay là những cái chậu nhỏ xinh này để bàn làm việc, nó cũng rất đẹp. Thì nó mang đến cái sự thư giãn và cảm thấy nó yên tâm, bình tĩnh, cảm thấy là khi mình có những công việc, những cái gì đấy mà đầu óc mình đi làm về cảm thấy căng thẳng ấy, thì nghe đến từ nhìn cái cây Bình An và nghe cái tên Bình An của nó, mình đã cảm thấy nó nhẹ nhõm đi rồi. Hiện tại bên nhà vườn Hải Đăng thì đang ươm trồng được rất nhiều cái chậu như thế này, xinh xinh như thế này. Các bạn mua về, các bạn chỉ việc là ví dụ các bạn mua chậu như này về, các bạn để bàn đi, các bạn chỉ việc để ở bàn và các bạn chăm sóc thôi. Còn ví dụ như là nếu bạn nào mà thích nhân giống từ cái cây, từ một cái chậu nhỏ như thế này ở bên vườn ươm Hải Đăng, các bạn về các bạn muốn nhân giống ra để gây ra được nhiều chậu khác để treo hoặc là bày ở những cái chỗ của các phòng khác của gia đình mình ấy, thì các bạn sẽ có, thực ra được nhân giống rất dễ và nó cũng có nhiều cách. Thứ nhất là, một là gieo hạt, hai là chiết cành, ba là tách cây con từ cây mẹ. Thì gieo hạt thì ít người sử dụng, là ít người trồng lắm, mà vì cái hiệu quả cái của nó kém hơn. Chỉ có hai loại là tách cây con từ cây mẹ. Đây ví dụ như này, cây con ví dụ cả một bụi như thế này, cả một bụi này nó rất chi là nhiều ở nhà nhé, bụi rất nhiều cây thì nó sẽ ở dưới này nó sẽ lẩy ra rất nhiều cái cây con, thì các bạn có thể tách cây con từ cây mẹ ra, các bạn cho ra cái chậu khác, các bạn trồng ươm trồng thì lúc đấy nó sẽ bắt đầu nó phát triển, thì nó sẽ ra được một chậu mới. Và cái cách thứ hai là các bạn có thể là tách cây cành ấy, các bạn cắt một cái cành tổng độ mới 15 phân, mới 15 phân, các bạn chọn những cái cành nó có những cái đốt như này, các bạn cắt ra, các bạn tuốt mất lá đi, chỉ để lại một ít lá thôi, tầm 2-3 lá ở ngay đầu ngọn thôi, là các bạn dâm cho mình vào cái nước, cái dung dịch kích rễ. Bên mình cũng cung cấp cái loại kích rễ các bạn nhé. Khi các bạn ngâm vào đấy thì nó sẽ kích, nó ra rễ. Khi nó ra rễ, các bạn ươm vào những cái bầu ươm, cái viên nén sơ dừa ấy. Cái viên nén sơ dừa trong đấy nó sẽ có đầy đủ kích cái dinh dưỡng để bổ sung cho cây, để cây nó phát triển. Và khi mà ngâm cái vào cái dung dịch rễ thì nó sẽ ra rất nhiều rễ. Lúc đấy các bạn sẽ chuyển ra những cái chậu mà mình tự trồng lâu dài, lúc đấy các bạn sẽ gây giống được rất nhiều. Các bạn nhớ là lấy ví dụ như nếu dùng cái phương pháp ươm hạt ấy, đối với cây lẻ hay những cây khác ấy, thì các bạn chú ý cho mình là các bạn nên mua cái viên nén sơ dừa. Viên nén sơ dừa nó chuyên là ươm và gieo hạt ở đấy là rất tốt. Để mua cái cây Bình An ở đâu để cho nó chuẩn và đẹp ấy, thì chỉ có bên vườn ươm Hải Đăng. Địa chỉ tại ngõ 68/45, đường Nguyễn Văn Linh, phường Thạch Bàn, quận Long Biên các bạn nhé. Cái chậu Bình An này thì các bạn có thể treo, có thể để bàn, và cái loại cây này nó còn thanh lọc không khí nữa. Về phong thủy thì nó hợp với cả mệnh hỏa và mệnh mộc. Thực ra thì các mệnh khác các bạn vẫn trồng được, nhưng mà để tốt thì chỉ có hai mệnh đấy là tốt nhất. Nhưng mà nhiều bạn các tuổi khác các bạn vẫn thích mua, nhìn cây đẹp này thích mua, các bạn vẫn thích mua về để treo ở nhà, để bày ở bàn.
cây nó còn ngoài cái thanh lọc không khí ra, cây nó còn là hút những cái tia tử ngoại, những cái đồ điện như ở trong gia đình mình là thường nó hay có đồ điện như máy tính hay là những cái vô tuyến, những cái đồ điện này nó sẽ hút, nó thanh lọc những cái này các bạn nhé. Ngoài cây bình an ra thì bên nhà vườn ươm hải đăng mình còn có rất nhiều cái cây trồng nội thất trong nhà, những cây bonsai, những cây mini, ví dụ như các bạn nhìn ở bàn bên mình có rất nhiều loại, ví dụ như là cẩm nhung này đấy, để bàn nó cũng rất xinh đấy, rất gọn. Hoặc là những cái cây cũ gia bì nó có những cái thế rất đẹp đấy. Một cây hạnh phúc vân vân, hạnh phúc này, kim ngân kim tiền đấy, nó rất nhiều loại. Các bạn có nhu cầu những cây nào thì bên mình sẽ cung cấp cho các bạn cây đấy. Bên mình để các bạn, những cái bạn ở xa, các bạn mà không đến tại vườn được, các bạn có thể là alo đặt hàng qua điện thoại hoặc là Zalo hoặc trên các trang thương mại điện tử nhé, như Shopee, Tiki, Sen Đỏ, vân vân. Hoặc trên các video thì mình đăng ấy thì các bạn có thể đặt hàng trên đấy cũng được. Bên mình có thể liên hệ với các bạn nhanh mà. Và các bạn chú ý cho mình là lên kết nối Zalo với vườn ươm hải đăng để được gửi hình ảnh thực tế và chân thực nhất của cây tại vườn. Lúc đấy bên mình sẽ báo giá cụ thể cho các bạn từng loại cây kích cỡ như thế nào, vì thực ra rất nhiều cái loại cây nó sẽ có kích cỡ khác nhau và một số cây nó sẽ có những cái dáng khác nhau. Mỗi cây nó có một dáng, không cây nào giống cây nào cả, nên các bạn chú ý cho mình. Hoặc ví dụ như là những cái cây, ví dụ như cây hạnh phúc này, cây hạnh phúc thì có thể là có dáng to, dáng nhỏ, nhưng mà nhiều khách thì thích hẳn mua hẳn cây to, mà mua thì mua cả một đôi để ở nhà rất đẹp, nó cũng có ý nghĩa. Và cây bình an này nó cũng có ý nghĩa. Nhiều bạn còn mua đặt mỗi phòng một chậu bình an, nó cảm giác như mình đi làm về nó cảm thấy nó thư thái, nó nhẹ nhõm. Ngoài những cái cây cảnh cây bonsai ở vườn ươm hải đăng ra thì bên mình bên nhà vườn còn ươm rất nhiều loại cây các bạn nhé, rất là nhiều, ví dụ cây dược liệu hay là cây ăn quả hay là cây rau, hoặc là những cái loại hạt giống, hoặc là những cái đồ vận dụng về chuyên về cây cảnh, về phục vụ về nông nghiệp, cả những cái lưới ở bên mình cũng cung cấp nữa. Vâng. Video của mình kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Xin chào các bạn.